cái ước mơ của doanh nghiệp đâu đó chắc chắn nó sẽ là một phần cái ước mơ của người lao động. Câu trả lời vừa rồi của anh thì em Phu cũng chưa cảm thấy là hài lòng, nó không đúng với cái đề bài. Các bạn hơi lẫn lộn ước mơ và mục tiêu á, ước mơ phải bay bay hơn, nó phải rộng hơn. Giới trẻ mà khi hiểu không hết mà chỉ bị những cái câu này kích động, tôi dùng đây là kích động. Cái mảng livestream nó chỉ là một phần của cái hoạt động thương mại điện tử thôi, và nó có lấn át được cái ngành truyền thống không? Nó cũng không hoàn toàn thay thế được cái hoạt động mua hàng truyền thống của khách hàng. Cái tỷ lệ em mua hàng trên kênh livestream ấy mà làm cho em hài lòng ấy đang là bao nhiêu phần trăm? Em chưa từng mua hàng qua livestream. Mặt tốt và mặt xấu thì luôn luôn đồng hành, nhưng bao giờ cái tốt nó cũng sẽ nhiều hơn cái xấu. Đến nơi đó tôi mua sản phẩm đó ngay tức thì, thay vì là họ phải ngồi và đợi xem livestream. Và em khẳng định ngành livestream sẽ phát triển mạnh mẽ trong vòng 3 năm tới. Người thì bảo là không thay thế được truyền thống, người thì bảo là sẽ phát triển rất mạnh mẽ, chẳng thấy có con số nào cả. Nó đem về doanh thu hàng tỷ đồng. Ai cũng biết livestream là một xu thế. Em là một người rất là thực dụng, cái gì mà tốt giúp cho chúng ta phát triển nhanh chóng thì chúng ta áp dụng. Phải theo kịp thời đại, phải theo kịp xu hướng, nếu không là chúng ta sẽ bị đi chậm.